chào quý vị khán giả. Những thông tin quốc tế nổi bật vừa được chúng tôi cập nhật sẽ được gửi tới quý vị khán giả ngay sau đây. Mời quý vị chú ý theo dõi. Chờ đàm phán Gaza khai thông bế tắc. Khu vực Trung Đông sẽ tiếp tục trong tình trạng căng thẳng và bất ổn chừng nào cuộc xung đột ở dải Gaza chưa kết thúc. Vòng đàm phán mới nhất về thỏa thuận ngừng bắn, thả con tin tại dải Gaza đã khép lại tại thủ đô Cairo, Ai Cập hôm 25 tháng 8 mà không đạt được kết quả đột phá. Reuters dẫn nguồn tin nước chủ nhà cho biết cả Israel và nhóm vũ trang Hamas đều không đồng ý một số thỏa hiệp được các nhà trung gian đưa ra. Dù vậy, giới chức Mỹ vẫn tỏ ra lạc quan khi mô tả các cuộc đàm phán trên là mang tính xây dựng và tiến trình này vẫn tiếp tục trong những ngày tới để thu hẹp bất đồng. Một trong những vấn đề gai góc nhất là sự hiện diện của Israel tại hành lang Philadelphia, một dải đất hẹp dài 14,5 km dọc theo biên giới phía nam giữa dải Gaza với Ai Cập. Các nhà trung gian đã đưa ra một số phương án thay thế cho sự hiện diện của lực lượng Israel ở hành lang này và hành lang Netzarim cắt ngang giữa dải Gaza, nhưng không bên nào chấp nhận. Ngoài ra, Israel còn bày tỏ sự dè dặt đối với một số tù nhân Palestine mà Hamas yêu cầu thả. Israel yêu cầu những người này phải rời dải Gaza nếu được thả. Việc chưa khai thông được bế tắc đàm phán khiến cộng đồng quốc tế thêm bất an về tình hình Trung Đông, nhất là sau khi Israel và lực lượng Hezbollah tại Liban có cuộc giao tranh quy mô lớn nhất kể từ khi xung đột ở dải Gaza bùng phát. Theo đài CNN, vụ đụng độ qua biên giới Israel-Liban sáng 25 tháng 8 giờ địa phương đã đánh dấu sự leo thang đáng kể sau nhiều tháng thù địch giữa Hezbollah và Israel, nhưng cũng làm dịu bớt nỗi lo về một cuộc chiến tranh rộng lớn hơn, ít nhất là vào lúc này. Giới phân tích nhận định, cả Israel và Hezbollah đều tiến hành chiến dịch quân sự của mình rất cẩn thận, tránh để thù địch leo thang thành cuộc chiến toàn diện. Thủ lĩnh Sayed Hassan Nasrallah của Hezbollah tuyên bố cuộc tấn công trên nhằm trả đũa vụ sát hại chỉ huy quân sự cấp cao Fuad Shuk ở thủ đô Beirut, Liban vào tháng rồi. Ông này khẳng định chiến dịch đã được hoàn thành theo kế hoạch, nhưng nói thêm Hezbollah sẽ đánh giá tác động của cuộc tấn công và giữ quyền đáp trả vào thời điểm khác nếu kết quả không đủ. Bất chấp cảnh báo này, nguy cơ xảy ra xung đột toàn diện giữa Israel và Hezbollah dường như đã giảm đáng kể và hai bên sẽ trở lại giai đoạn đụng độ cường độ thấp tại biên giới. Dù vậy, Israel vẫn phải chờ đợi một mối đe dọa khác có thể xảy ra. Sự trả đũa của Iran sau cái chết của thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh ở thủ đô Tehran. Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi hôm 25 tháng 8 nhắc lại kế hoạch trả đũa nói trên khi nhấn mạnh phản ứng của Tehran là dứt khoát và sẽ được tính toán kỹ lưỡng. Ông Jen Lop Sherman, chuyên gia của Viện Trung Đông thuộc Trường Đại học Quốc gia Singapore, nhận định với đài Channel News Asia rằng câu hỏi quan trọng lúc này là liệu cuộc tấn công của Hezbollah hôm 25 tháng 8 là một chương cuối cùng hoặc là chương đầu tiên của làn sóng tấn công khác mà Iran hoặc các lực lượng ủy nhiệm của Tehran tại khu vực có thể phát động trong những ngày tới. Trong khi đó, ông James Dorsey, chuyên gia tại Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam, Singapore, cho rằng lằn ranh đỏ vẫn chưa vượt qua cho đến giờ, nhưng tất cả các bên cần phải điều chỉnh rất cẩn thận các hoạt động quân sự của mình. Tóm lại, như đài CNN chỉ ra, khu vực Trung Đông sẽ tiếp tục trong tình trạng căng thẳng và bất ổn chừng nào cuộc xung đột ở dải Gaza chưa kết thúc. Israel, Hezbollah muốn tránh cuộc chiến toàn diện. Lực lượng phòng vệ Israel IDF ngày 25 tháng 8 cho biết đã thực hiện một loạt cuộc không kích phủ đầu nhằm vào các mục tiêu của phong trào Hezbollah ở Lebanon sau khi phát hiện dấu hiệu về một cuộc tấn công tiềm tàng từ nhóm này. Theo IDF, khoảng 100 máy bay chiến đấu đã tấn công hơn 40 địa điểm ở Lebanon, phá hủy hàng ngàn ống phóng rocket của Hezbollah ở miền nam Lebanon. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant đã ra lệnh thực hiện cuộc không kích phủ đầu nói trên. Một cuộc họp nội các an ninh Israel được triệu tập cùng ngày để thảo luận về các cuộc không kích và phản ứng của Hezbollah. Trong cuộc điện đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin, ông Gallant đã tóm tắt về cuộc không kích nhằm ngăn chặn mối đe dọa tiềm tàng đối với Israel. Theo người phát ngôn của Lầu Năm Góc, ông Austin tái khẳng định cam kết vững chắc của Mỹ đối với việc bảo vệ Israel trước mọi cuộc tấn công của Iran, các đối tác cùng lực lượng ủy nhiệm của Tehran tại khu vực. Trong khi đó, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Joe Biden và đội ngũ an ninh quốc gia của mình đang theo dõi sát sao tình hình. Ngày cuộc không kích quy mô lớn của Israel, Hezbollah đã đáp trả rằng cuộc tấn công sử dụng rocket và máy bay không người lái.
Phong trào này tuyên bố đã phóng khoảng 320 rocket nhắm vào 11 căn cứ quân sự ở miền Bắc Israel. Trong khi đó, phía IDF xác nhận khoảng 200 rocket đã được phóng về phía Israel. Theo đài CNN, Hezbollah sau đó đã chỉ trích việc Israel mô tả cuộc tấn công của mình là phủ đầu và cho rằng cáo buộc của đối phương là không có cơ sở. Phong trào này cho biết đã hoàn thành giai đoạn đầu của cuộc tấn công Israel nhằm đáp trả hành động sát hại chỉ huy quân sự Fuad Shus vào cuối tháng 7, dù vậy vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy giai đoạn tiếp theo sắp xảy ra. Hiện chưa có thông tin về thương vong ở Israel. Trong khi đó, Bộ Y tế Lebanon cho biết 3 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích mới nhất của Israel. Đây được xem là cuộc giao tranh lớn nhất giữa Israel và Hezbollah kể từ khi hai bên bắt đầu đụng độ theo sau cuộc xung đột tại Gaza nổ ra vào tháng 10 năm 2023. Đài Al Jazeera nhận định, sự leo thang căng thẳng giữa Israel và Hezbollah đã được dự đoán trước. Tuy nhiên, điều đáng chú ý về các diễn biến nói trên là tình hình đã được kiểm soát ngay lập tức. Diễn biến này cho thấy cả Israel và Hezbollah đều giữ khoảng cách để tránh hướng tới một cuộc chiến toàn diện. Tất cả các bên liên quan, gồm Israel, Hezbollah, Iran và Mỹ, đang cố gắng tránh leo thang vì cái giá của một cuộc chiến như thế sẽ rất lớn. Cùng với quan điểm tương tự, ông Sami Nader, giám đốc Viện Nghiên cứu Chiến lược Levant Lebanon, cho rằng Israel đang kiệt sức vì cuộc xung đột ở dải Gaza. Trong khi đó, Hezbollah không mong muốn một cuộc chiến tương tự như những gì xảy ra vào năm 2006, giữa lúc Lebanon đang rơi vào khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng. Cộng đồng quốc tế lập tức kêu gọi hai bên kiềm chế. Văn phòng điều phối viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc tại Lebanon và lực lượng lâm thời của Liên Hợp Quốc tại Lebanon đã ra tuyên bố chung kêu gọi tất cả các bên ngừng bắn, không có hành động khiến tình hình xấu thêm. Thủ tướng tạm quyền Lebanon Najib Mikati đã bày tỏ mối lo về bạo lực leo thang và thúc giục xuống thang tình hình. Bộ Ngoại giao Ai Cập cũng cảnh báo nguy cơ mở ra mặt trận xung đột mới ở Lebanon cũng như kêu gọi sự ổn định tại nước này. Tướng Charlie Q. Brown, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, bất ngờ đến Trung Đông vào hôm 24 tháng 8 để thảo luận về các biện pháp nhằm ngăn chặn căng thẳng leo thang thành cuộc xung đột lớn hơn. Jordan là chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến đi này của ông Brown. Các điểm đến tiếp theo là Ai Cập, Israel. Theo Reuters, chuyến đi trên diễn ra vào thời điểm Mỹ đang tìm cách thúc đẩy Israel và Hamas đạt thỏa thuận ngừng bắn, thả con tin tại Gaza. Theo ông Brown, một kết quả như thế có thể sẽ giúp hạ nhiệt tình hình. Ngoài ra, vị tướng hàng đầu Mỹ này cho hay ông sẽ thảo luận với các đối tác về nỗ lực ngăn xung đột leo thang và lan rộng. Những tuần gần đây, quân đội Mỹ đã tăng cường lực lượng tại Trung Đông để đề phòng kịch bản Iran và các đồng minh tấn công trả đũa Israel. Theo ông Brown, Washington muốn phát đi thông điệp mạnh mẽ nhằm ngăn chặn một cuộc xung đột lớn hơn, nhưng cũng nhằm bảo vệ lực lượng Mỹ trong trường hợp bị tấn công. Cũng trong ngày 24 tháng 8, các nhà đàm phán đã thảo luận đề xuất thỏa hiệp mới tại thủ đô Cairo, Ai Cập nhằm thu hẹp khoảng cách giữa Israel và Hamas về thỏa thuận Gaza. Tuy nhiên, theo Reuters, cuộc đàm phán kéo dài nhiều giờ mà không đạt đến tiến triển. Các nguồn tin Ai Cập cho biết, đề xuất mới gồm thỏa hiệp về những vấn đề còn gây bất đồng như cách thức bảo vệ các khu vực quan trọng và việc trở về của người dân tại miền Bắc Gaza. Tuy nhiên, một số mâu thuẫn chính vẫn còn, trong đó có việc Israel muốn giữ quyền kiểm soát hành lang Philadelphia nằm trên biên giới giữa dải Gaza và Ai Cập. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình cập nhật thông tin quốc tế của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị và các bạn đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi ở các khung giờ để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình tiếp theo.